Hello guys, my name is Thu. Xin chào các bạn, mình là Thu Nguyễn, là một bà mẹ bỉm sữa. Hiện tại mình ở nhà chăm con của mình và rất vui khi các bạn đến với kênh tiếng Anh của mình. Mỗi ngày chúng ta sẽ để dành khoảng 10 phút để chúng ta học tiếng Anh và cũng như là dạy tiếng Anh cho con của mình. Với chủ đề ngày hôm nay rất là dễ, mình sẽ dạy cho các bạn những bà mẹ bỉm sữa giống như mình về chủ đề numbers, đó là chủ đề số, và mình sẽ dạy cho các bạn cái cách học tiếng Anh như thế nào và làm sao để nhớ nó một cách dễ dàng, và chúng ta sẽ dạy cho con mình thật là tốt. Đầu tiên thì mình đã chuẩn bị 10 số. Và cái này nó rất là dễ, các bạn có thể in ra và tô màu. Và mình sẽ tô màu tùy thích để mình có thể làm cho con mình cảm thấy nó rất là đa dạng, rất là nhiều màu sắc và con mình thích thú khi mình nhìn vào như thế này. Và đầu tiên thì các bạn sẽ đọc với mình số thứ nhất ha. Đây là số 1 và chúng ta sẽ bắt đầu nha. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, now, so 10 fingers, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One more time. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta đã đọc 3 lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào khẩu hình miệng của mình. Sau đó các bạn đọc thêm nha. Bắt đầu nha. Let's get started. Okay. Again. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ ôn tập lại với hình ảnh nha. Chúng ta sẽ ôn lại với hình ảnh mà lúc nãy chúng ta chuẩn bị để cho các bé có thể làm quen và học thật là tốt. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc lần nữa nha. Bắt đầu. One. Two. Three. Four. Five. Six.
Seven. Eight. Nine. Ten. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học như thế này nha. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái tờ, đúng không ạ? Và cái tờ này sẽ gồm những cái số. Chúng ta có chữ số luôn. One, O-N-E. Two, T-W-O. Three, T-H-R-E-E. Hay chúng ta còn đọc là double E. Four, F-O-U-R. Five, F-I-V-E. Six, S-I-S. Seven, S-E-V-E-N. Eight, E-I-G-H-T. Nine, N-I-N-E. Ten, T-E-N. Ok. Và chúng ta chỉ học trước 10 số thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cô nhé. One, O-N-E. Two, T-W-O. Three, T-H-R-E-E. Four, F-O-U-R. Five, F-I-V-E. Six, S-I-S. Seven, S-E-V-E-N. Eight, E-I-G-H-T. Nine, N-I-N-E. Ten, T-E-N. Ok. Rồi các bạn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì các bạn sẽ nhớ thôi. Và ngoài học về từ vựng bằng hình ảnh thì chúng ta phải kèm theo một cái hoạt động, đó là làm một cái bài tập nhỏ hoặc là những bài tập nhỏ mà rất là simple, đơn giản để cho các bạn review. Và ở trong cái bài học ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quyển sách, đó là Easy Games in English Book 1. Vì vậy các mẹ bỉm sữa mà ở nhà thì chúng ta có thể theo dõi và mua quyển sách này. Nó rất là dễ. Đầu tiên khi mở sách ra thì chúng ta thấy đây là quyển sách. Rồi bên trong quyển sách, bài học đầu tiên đó là bài Matching. Matching có lại nghĩa là nói. Nói là như thế nào vậy các bạn? Nói có nghĩa là chúng ta gạch nói số và chữ số qua sample. Đây ví dụ như ở đây là one thì chúng ta sẽ nói với chữ one, và chữ one thì lúc nãy chúng ta đánh vần là O-N-E thì chúng ta nói vào, ở đây là example. Two, two thì mình sẽ chỉ vào số 2 và mình sẽ kiếm chữ two. Lúc nãy mình đã chỉ các bạn spell đánh vần chữ two như thế nào ạ? T-W-O. Vì vậy chúng ta sẽ tìm chữ T-W-O đây. Và chúng ta sẽ nói two với two. Yeah. Three, three là số 3 thì chúng ta sẽ chỉ vào số 3. Sau đó chúng ta tìm chữ three. Chữ three hồi nãy đánh lần sau các bạn, nãy là three thì có là T-H-R-E-E. Để đây là T-H-R-E-E thì các bạn sẽ nói vào, đúng không? Four, four các bạn này. Four, F-O-U-R. Four, F-O-U-R. Đây là bài mát, matching. Và dạng bài tập thứ hai trong cái bài này cũng làm về số, đó là bài tập về đây. Đó là crossword. Crossword là dạng bài tập điền từ nha, và chúng ta có điền từ như là điền các ký tự, một từ có nhiều ký tự và chúng ta sẽ điền cái từ đó vào. For example, ví dụ ha, ở đây là number one. Number one mà chỗ này cũng như là số 1, có nghĩa là từ chúng ta cần điền là từ số 1 và đó là number one. Và khi mà mình đánh vần là gì, O N E, thì nó có ba ô tương ứng với ba ký tự.
Thì mình là O N E, Num number 4. Tiếp tục là number 4. Number 4 ở ô số 2. Ô số 2 là ô hàng ngang mà cũng gồm có 4 ô thì mình sẽ điền 4 letters, 4 ký tự, F O U R. Mà ở đây người ta điền O rồi thì chúng ta không điền, chúng ta chỉ điền vào chữ F, chữ U và chữ R. Number 5. Number 5 ở ô số 3 là ô hàng dọc, đúng không? Hàng dọc thì chúng ta có number 5 có 4 ký tự F I V E thì chúng ta sẽ điền F I V E. Yes, đó là những bài tập thứ hai. Tiếp tục bài tập thứ ba là worksheet. Worksheet có nghĩa là chúng ta nhìn thấy số ở đây, đây là number one. Sau đó chúng ta nhìn vào cái bảng chữ, gồm có những cái ký tự và chúng ta sẽ kết hợp các ký tự này trở thành một cái chữ số tiếng Anh. Ví dụ one thì chúng ta sẽ tìm là O N E rồi chúng ta circle, chúng ta phân tròn, được chưa ạ? Và kế tiếp là two. Two thì chúng ta có là T W O. Vậy chúng ta sẽ tìm chỗ nào là T W O thì chúng ta sẽ phân tròn vào. Và khi mà chúng ta làm rồi thì chúng ta phải đặt dấu cross ngay chỗ cái ô vuông này để chúng ta biết là từ này chúng ta đã làm rồi, chúng ta không tìm nữa. Và tiếp tục các bạn sẽ làm tiếp ở number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. Ok, bài học rất là đơn giản và mình rất hy vọng là bài học ngày hôm nay mình sẽ giúp cho các mẹ điểm sửa. Còn ngoài việc là chăm con thì chúng ta còn có một cái việc đó là học tiếng Anh rất là dễ dàng. Hy vọng cái video ngày hôm nay mình sẽ giúp được các mẹ thư giãn, không bị stress. Và nếu có gì cần mình bổ sung trong video của mình thì các bạn hãy bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn. Thank you.